Nhà lãnh đạo Ukraine ông Volodymyr Zelensky mới đây đã bác bỏ ý tưởng về một thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian tổ chức Olympic Paris 2024, vài ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thảo luận về vấn đề này với ông qua điện đàm. Paris sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Tổng thống Macron đề xuất ngừng bắn tất cả các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới trong thời gian đó, đặc biệt là xung đột Ukraine-Nga. Ông Macron bày tỏ đưa ra ý tưởng này vào hôm 14 tháng 5 khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về việc Pháp chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Phát biểu trước các phóng viên ngày 17 tháng 5, Tổng thống Zelensky cho biết ông hoài nghi về đề xuất của Pháp. Đối với tôi, đó có vẻ như là một câu chuyện không thể thực hiện được. Trong giai đoạn đầu của xung đột Nga-Ukraine, đã có một số nỗ lực nhằm tạm ngưng giao tranh vào những ngày cụ thể, ví dụ như các ngày lễ lớn của chính thống giáo. Tuy nhiên, cả hai bên đều cáo buộc phía còn lại vi phạm thỏa thuận đó. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vào giữa tháng 4 đã nêu rõ, cả Tổng thống và các quan chức quân đội của chúng tôi đều cho rằng Ukraine thường lợi dụng những ý tưởng và sáng kiến như vậy để tập hợp lại, tái vũ trang. Điều này chắc chắn khiến việc xem xét những sáng kiến đó trở nên khó khăn hơn nhiều. Theo truyền thống, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thường thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn toàn cầu trong mỗi kỳ Olympic. Những đề xuất đó không có cơ chế thực thi và thường bị các bên tham chiến phớt lờ. Tháng trước, gói viện trợ trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đã được Mỹ thông qua. Giới chuyên gia cho rằng động thái này sẽ giúp Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như nhận thấy cơ hội trước khi nó đến có thể khiến Kiev và các đồng minh hối tiếc vì đã bỏ lỡ. Nga được cho là đã lợi dụng sự chậm trễ từ phía phương Tây và những vấn đề xoay quanh việc huy động và củng cố sức mạnh quân sự của Ukraine. Trong bối cảnh tranh cãi tại đồi Capitol, lực lượng Ukraine đã phải tiết kiệm vũ khí và nguồn lực khi Nga kiểm soát khoảng 308 dặm vuông lãnh thổ Ukraine cho đến thời điểm này trong năm nay, nhiều hơn 1/3 so với 230 dặm vuông đạt được trong cả năm 2023. Theo cộng tác viên cấp cao tại Trường Kinh tế London Leon Hartwell, việc không thể dựa vào viện trợ kịp thời sẽ làm gián đoạn các khía cạnh quan trọng của kế hoạch quân sự, từ tuyển dụng đến huấn luyện. Ông chia sẻ với Newsweek rằng nó buộc các lực lượng Ukraine phải phân bổ các nguồn lực quan trọng, không chắc chắn liệu nguồn thay thế có đến kịp thời hay không. Tính đến tháng 3 năm nay, EU chỉ cung cấp được 1/3 số đạn pháo cam kết, với khoảng 500.000 quả. Cùng với đó, việc giao hàng các máy bay chiến đấu F-16 cũng bị trì hoãn. Chuyên gia Hartwell lưu ý, với khả năng thích ứng của Nga, sự chậm trễ của F-16 có nghĩa là vào thời điểm chúng đến chiến trường, hiệu quả của chúng sẽ giảm đi đáng kể so với khi chúng được yêu cầu ban đầu. Ngày 10 tháng 5, Nga đã tiến hành cuộc tấn công ở phía đông bắc của Kharkov, có thể nhằm mục đích kéo dài sự kháng cự của Kiev ở tiền tuyến phía đông và tạo ra vùng đệm ở biên giới. Hàng nghìn người dân đã được sơ tán khỏi thị trấn Vovchan gần biên giới đến thành phố Kharkov, cách đó khoảng 40 dặm. Giáo sư địa chính trị tại trường kinh doanh ESSEC ở Singapore, Sedomi Nestorovic nhấn mạnh, Nga có động lực chiến trường, nhưng đây không phải là kết quả của một trận chiến. Quân đội Nga chỉ đơn giản tiến vào một khu vực không có sự kháng cự. Theo nhà phân tích chính trị Ukraine từng phục vụ trong lực lượng Ukraine, Viktor Kovalenko, Ukraine gặp khó khăn trong việc củng cố các tuyến phòng thủ đầu tiên do lực lượng Nga liên tục tấn công. Ông chia sẻ với Newsweek rằng đây là lý do chính khiến các đội kỹ thuật không thể củng cố vùng ngoại ô thành phố Vovchan. Hơn nữa, vào tháng 3 năm nay, Tổng thống Zelensky đã phạm sai lầm khi cách chức chỉ huy lực lượng hỗ trợ, tướng Dmytro Hereha. Ông ấy đã khắc phục sai sót này vào tháng 5 này bằng cách phục hồi chức vụ cho anh ấy, nhưng điều này đã làm gián đoạn quá trình củng cố trong 2 tháng. Ukraine đã và đang xây dựng các công sự nhiều tầng ở 5 khu vực, bao gồm cả khu vực đang tranh chấp ở phía đông Donetsk. Tuy nhiên, do bí mật quân sự, thông tin chi tiết về điều này không được công bố. Ông Kovalenko bổ sung, thành thật mà nói, điều này đáng lẽ phải bắt đầu vào năm 2014 hoặc ít nhất là vài tháng trước cuộc chiến, nhưng muộn còn hơn không. Kể từ khi cuộc phản công của Ukraine vào năm 2023 không đạt được kết quả mong muốn, Kiev đang gặp khó khăn trong việc bổ sung lực lượng suy giảm. Chuyên gia lịch sử quân sự và chiến trường, cũng là phó giáo sư lịch sử tại Đại học Cornell, ông David Sinbay, chỉ ra rằng lực lượng của Kiev không thể bảo vệ chặt chẽ mọi điểm dễ bị tổn thương như họ mong muốn, và vì vậy họ phải lựa chọn nơi bố trí lực lượng của mình. Ông chia sẻ với Newsweek rằng, nỗ lực chính của Nga là ở khu vực trung tâm của phòng tuyến, xung quanh Donetsk, bởi vì vậy tôi có cảm giác đó là nơi Ukraine tập trung lực lượng. Điều đó hiện đang khiến họ gặp rắc rối với việc Nga tấn công Kharkov. Ngày 18 tháng 5, một dự thảo luật mới đã được Quốc hội Ukraine thông qua nhằm mục đích bổ sung quân số bằng cách giảm tuổi nhập ngũ tối thiểu từ 27 xuống 25 và thay thế chế độ tòng quân bằng huấn luyện quân sự cho nam giới từ 18 đến 25 tuổi. Cuộc tranh luận về cách tuyển quân ở Ukraine là một vấn đề nhạy cảm,
kể từ khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố vào tháng 12 năm ngoái rằng cần 500.000 tân binh, sau khi sa thải các quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ từ những người tìm cách trốn tránh tiền tuyến. Chuyên gia Kovalenko nhận định, khi tôi được huy động vào năm 2014 trong cuộc tấn công đầu tiên của Nga, tôi rất buồn khi thấy không có bạn bè, hàng xóm hay bạn cùng trường nào tham gia cùng tôi. Họ phớt lờ các thông báo về hối lộ và các khoản tiền phạt tượng trưng hoặc giấu sau các tài liệu giả về việc không thể phục vụ. Ông hy vọng rằng việc huy động sẽ mang lại kết quả tích cực, nhưng nhấn mạnh rằng Tổng thống Zelensky cần cân nhắc giữa lợi ích của quân đội và lợi ích xã hội, vì cuộc cải cách này không chỉ để phản ứng với quân số của Nga mà còn xây dựng sức mạnh phòng thủ dài hạn của Ukraine. Theo tạp chí Phục quân, Mỹ đã chuyển giao hệ thống tên lửa cho Ukraine, nhưng với điều kiện không sử dụng chúng để tấn công Nga. Tuy nhiên, Ukraine được cho là đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ cảnh báo này trước cuộc tấn công dữ dội mà nước này phải đối mặt ở Kharkov, nơi Moscow đã giành được lãnh thổ lớn nhất trong gần 18 tháng. Chuyên gia Hartwell cho biết, lệnh cấm một chiều này cho phép lực lượng Nga tấn công các vị trí của Ukraine mà không bị trừng phạt, khiến lực lượng phòng thủ Ukraine không thể trả đũa một cách hiệu quả hoặc tự bảo vệ mình một cách đầy đủ. Điều này khiến Ukraine rơi vào tình thế bấp bênh khi cố gắng tự vệ bằng một tay bị trói sau lưng. Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng với Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính tham dự lễ khai mạc hội chợ triển lãm Trung Quốc-Nga lần thứ 8 tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Sự kiện này cũng là điểm nhấn kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Nga tới Trung Quốc kéo dài 2 ngày và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông lên nhậm chức nhiệm kỳ 5 hồi đầu tháng. Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng hai bên sẽ khai thác tiềm năng của hội chợ triển lãm để thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, công nghiệp, công nghệ cao, vận tải xuyên biên giới, du lịch và nông nghiệp nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước. Ông nêu rõ đã có cuộc hội đàm hiệu quả với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hàn Chính khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để thực hiện đồng thuận quan trọng mà nguyên thủ hai nước đã đạt được. Ông cũng cho biết năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt kỷ lục hơn 240 tỷ đô la Mỹ và Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 14 năm liên tiếp. Truyền thông Triều Tiên sáng nay đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật mới nhất vừa được thực hiện trong chiều qua nhằm đánh giá độ chính xác và tin cậy của hệ thống định vị tự động mới. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng diễn ra vào chiều qua trên vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên và bày tỏ rất hài lòng về buổi thử nghiệm này. Cùng ngày, ông đã đến thăm một cơ sở sản xuất khí tài quân sự và kêu gọi tăng cường lực lượng hạt nhân của đất nước. Đây là vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên sau vụ bắn đạn pháo từ bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn 600mm hôm 22 tháng 4 vừa qua. Theo thông tin từ quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng thử nhiều tên lửa từ thành phố ven biển phía đông Wonsan và các tên lửa này đã bay khoảng 300 km trước khi rơi xuống biển.